Bạn dám tin không? Người thanh niên trước mắt này xuyên qua đến thế giới huyền huyễn trở thành tay phải của người khác. Mợ nó, ta trở thành một cái tay phải. Đinh, túc chủ trùng sinh thành công, nhận được hệ thống cường hóa vô hạn, đang trong lúc khóa lại. Khóa lại thành công, túc chủ phải chăng lập tức kiểm tra? Mau kiểm tra. Túc chủ, vô địch, chủng tộc, thân thể nhân loại tay phải, người sở hữu, Diệp Hạo, tốc độ, 6, phòng ngự, 6, công kích, 6, thiên phú, tùy tâm sở dục, thần thông, không, thân thể nhân loại cũng coi là một chủng tộc sao? Hệ thống, ta phải dựa vào cái gì thăng cấp đây? Chỉ cần thông qua túc chủ đánh giết người hoặc có sinh mệnh chi vật, liền có thể nhận được điểm cường hóa tiến hành cường hóa. Mỗi khi cường hóa tới trình độ nhất định, liền có thể nhận được kỹ năng hoặc thiên phú. Vậy ta có khả năng thoát khỏi hắn, một lần nữa biến thành người hay không? Túc chủ thăng cấp đến đầy đủ trình độ tự nhiên có thể biết. Xem ra vẫn là phải nỗ lực đánh quái thăng cấp rồi. Cuối cùng đột phá tiên thiên rồi. Lần này không cần cực khổ bế quan nữa. Tay phải làm sao không nghe sai khiến vậy? Thế mà định dùng ta đi sờ cái mông. May mà có thiên phú, tùy tâm sở dục, có thể tự khống chế mình. Chính là không sờ. Ngồi lâu tay bị chuột rút rồi. Chính sự quan trọng, ta phải nhanh đi tìm Huyền Nhi của ta. Hạo Nhi, con đột phá rồi sao? Con đang nghĩ đi cáo chi phụ thân và Huyền Nhi muội muội. Huyền Nhi muội muội của con đã không thể cùng con thành thân nữa. Cha, cha mau nói cho con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Huyền Nhi đã không phải là hoàn bích chi thân. Hiện tại đã đi theo người kia đi rồi. Cái gì? Con phải đi Mộ Dung gia hỏi thăm rõ ràng. Túc chủ lần đầu sử dụng thân thể tiến hành công kích. Ban thưởng điểm cường hóa cộng 3. Như vậy cũng được sao? Hệ thống, đem điểm cường hóa toàn bộ cộng vào công kích. Cộng điểm hoàn tất. Là ai lại dám xông vào Mộ Dung gia tộc ta? Mộ Cơ Anh, ta hỏi ngươi, Hiển Nhi muội muội đi đâu rồi? Còn nữa, dã nam nhân kia là ai? Hóa ra là ngươi, Huyền Nhi ở đâu không liên quan đến ngươi. Nó và ngươi đã không có quan hệ nữa. Nhanh chóng cút cho ta. Ha ha, ngươi lại dám nhục mạ Đào công tử là dã nam nhân. Quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Công tử, Mộ Cơ Anh, ta mặc kệ. Ta và Huyền Nhi muội muội đã sớm tự định qua chung thân. Ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta muội ấy đi đâu. Dô hơ, hôm nay ta chính là không nói cho ngươi. Ngươi làm được gì? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Không biết lượng sức. Ngươi vậy mà đột phá tiên thiên rồi. Không đúng, cho dù là ngươi đột phá tiên thiên, làm sao sức mạnh có thể ở trên cả ta? Đó là bởi vì thủ gia ta nha. Muốn đánh ngươi nha. Hộ uy quyền. Dừng tay, dừng tay. Người đáng ghét bậc này. Không giết sao mà được. Quan trọng chính là điểm cường hóa của ta. Xem ta đây. Tên khốn, ngươi dám. Túc chủ đánh giết một tên võ giả tiên thiên cảnh sơ kỳ. Điểm cường hóa cộng 10. Hệ thống, cộng thêm 4 điểm vào tốc độ và phòng ngự. Rồi đem 2 điểm cuối cùng cộng vào công kích. Các loại chỉ số của túc chủ đạt tới 10. Nhận được thần thông 1 giây trăm quyền. Sử dụng kỹ năng này, trong 1 giây túc chủ có thể toàn lực xuất kích 100 lần. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám giết con ta. Nếu như ta nói là tay phải của ta tự công kích, ngươi tin không? Giết con ta rồi còn dám trêu đùa ta. Để mạng lại. Nhanh thật. Trả mạng cho con ta. Khai sơn quyền. Hộ uy quyền. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này rồi sao? Tiểu nhi muội muội của ta, làm sao đến chỗ nào cũng có liếm cẩu. Thời khắc mấu chốt vẫn phải xem thủ gia của ngươi. 1 giây trăm quyền. Con phải xem thủ gia ta thao tác. Ngươi rốt cuộc dùng quyền pháp gì? Đây tuyệt không phải là hộ uy quyền của Diệp gia ngươi. Thật sự là tay phải của ta tự mình động thủ, ngươi tin không? Ngươi. Túc chủ đánh giết một tên võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ. Điểm cường hóa cộng 30. Hệ thống, đem điểm cường hóa cộng 15 điểm vào công kích và phòng ngự. Cộng điểm hoàn tất.
tiểu tử thối, thế mà dám giết trưởng lão gia tộc ta. Còn có cao thủ, xin ngươi nhất định phải tin tưởng đây không phải ta làm. Là tay phải ta làm đó. Phụ thân, Diệp Quy Phàm, con của ngươi không nói hai lời chém giết hai người tộc ta. Con của ngươi nhất định phải đền mạng. Cha con Mộ Cơ Anh trước giờ đáp cầu rắc mối, càng là sử dụng thủ đoạn ti tiện để mộ dung Uyển Nhi. Kia, làm qua cái gì, chắc hẳn mộ dung gia tộc rõ ràng hơn ta. Mối hận cướp vợ, con ta dùng tính mạng bọn họ tới lấp thì có chỗ nào sai? Ha ha, Diệp gia chủ, tiểu nữ nhưng chưa từng có cùng nhà ngươi hứa qua hôn ước. Chẳng qua chỉ là trẻ con chơi nhà trò với nhau. Sao có thể coi là thật? Ngươi muốn như thế nào? Ta xem ai dám đả thương Diệp gia gia chủ và thiếu gia chủ nhà ta. Bạo đơn cường giả. Tử gia gia. Hạo Nhi, cha con Mộ Cơ Anh kia đúng thật là con giết sao? Con cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thân thể đột nhiên có chút không bị khống chế. Giết chết bọn hắn, chẳng lẽ là lão tổ hiển linh? Việc này như vậy coi như thôi. Diệp tiền bối, thật cho là bạo đơn liền vô địch trong thành này rồi sao? Không biết Diệp tiền bối có nghe nói qua Hạo Thiên Tông? Hạo Thiên Tông, một trong 10 đại tông môn Tây Lăng Hạo Thiên Tông. Đào công tử kết đôi với Uyển Nhi ta chính là người của Hạo Thiên Tông. Sáng trong chiến hồn trùy, có chút Hạo Thiên Tông. Bọn họ bây giờ đang ở đâu? Ở ngoài thành ngàn dặm, có một chỗ bí cảnh sắp xuất thế. Đào công tử bây giờ là ở chỗ đó. Đợi đến lúc Đào công tử trở về, tự nhiên sẽ ra mặt cho mộ dung gia ta. Si tâm vọng tưởng. Chúng ta đi. Cha, Tử gia gia, con muốn đi tìm Uyển Nhi muội muội. Liền con. Uyển Nhi của con bên cạnh người Hạo Thiên Tông, có thể xuất tông chí ít đều là bạo đơn cảnh. Con muốn bởi vì Uyển Nhi muội muội của con liên lụy toàn bộ Diệp gia sao? Thôi vậy, con có muốn học kiếm không? Cầm lấy. Diệp Hạo có chuyện gì vậy? Làm sao lại ném kiếm đi? Con, trượt tay rồi. Trẻ con mà, có chút ngoài ý muốn cũng bình thường. Diệp Hạo, con quá đáng quá rồi. Từ gia gia hảo tâm dạy con kiếm pháp, con thế mà một lần lại một lần đem kiếm vứt trên mặt đất. Nếu như ngươi học kiếm, vậy dùng kiếm giết người cũng sẽ không tính là ta giết. Con chơi gì nữa? Con không phải cố ý đâu. Đổi tay khác thử xem. Đừng hòng cầm kiếm. Cầm cây kiếm mà thôi, làm sao tự mình đánh mình rồi? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tay phải của đứa nhỏ này làm sao lại giống một người sống như vậy? Chẳng lẽ là... Diệp Hạo, con dùng tay phải đánh ta một quyền thử xem. Còn có cơ hội này sao? Hảo tiểu tử hung ác như thế, một quyền này đem ta đánh nguyên thần xuất khiếu. Tử gia gia thấy thế nào? Hạo Nhi một quyền này chi uy, thế mà tương đương với một kích toàn lực của một cao thủ tiên thiên trung kỳ. Nhưng mà đối với tứ gia gia của con mà nói còn kém chút. Con cũng biết trên đời này có vài thiên tài mới có thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông có năng lực cường đại. Hạo Nhi, tay phải của con có lẽ chính là một loại thiên phú. Thật hay giả vậy? Cơ duyên to lớn này con nhất định phải nắm thật tốt. Con liền ra ngoài thành đến dãy núi bên ngoài lịch luyện một phen đi. Rốt cục sắp bị đánh quái rồi, thủ gia đã đói khát khó nhịn rồi.